Ok, thì trước khi vào video thì mình muốn anh em hãy bỏ im một chút thời gian 5 giây để có thể đăng ký kênh phụ kênh HPT Gamer của mình. Thì kênh này thì mình sẽ làm những cái thủ thuật hay là những cách chơi mới nhất của Dream Shop Car 2020 mà mình biết, mình sẽ tìm hiểu và luôn cập nhật để đăng lên kênh này. Thì hiện tại kênh này mình đã được một số anh em ủng hộ rất là nhiều. Thì mình rất mong anh em sẽ bỏ một chút thời gian vàng ngọc của mình để vào đăng ký và đần chuông cùng với xem video của mình để mình có động lực làm những cái video hay hơn và đem đến cho anh em những thủ thuật hay hơn về Dream Shop Car 2020 nhé. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì video ngày hôm nay mình sẽ làm một video về Dream Shop Car 2019. Thì như các bạn đã thấy ở tiêu đề video thì hôm nay mình muốn đem đến cho các bạn tổng hợp tất cả các câu lạc bộ sẽ góp mặt tại V-League mùa giải năm nay. Với những cầu thủ thì V-League đang đến gần rồi. Và hiện tại thì các câu lạc bộ đã chốt được quân của mình. Và mình đã làm ra những câu lạc bộ đó. Và mình đã tổng hợp ra những câu lạc bộ đó từ các YouTuber trên gọi là mình tổng hợp được một cái link rồi. Thì đây, ví dụ như là câu lạc bộ Viettel này. Và những cái đội hình này thì chúng ta có thể đá online bình thường nha. Đây, mình sẽ vào mình ví dụ cho anh em. Và những cái đội hình này thì cũng có thể đá online bình thường. Thì bây giờ mình lấy điển hình đội hình Viettel đã. Rồi tí nữa thì mình mới vào mình cho anh em xem những cái danh sách đó. Đây. Đây mình lấy ví dụ đội hình Viettel nhá, vẫn có thể đá online bình thường. Bởi vì bản Dream Shop Car 2019 và bản Dream Shop Car 2020 thì nó làm hai bản chạy song song với nhau, chứ không phải là hai bản làm hai bản riêng biệt nhưng mà vẫn chạy song song với nhau. Và chế độ trực tuyến nghĩa là chế độ đá online thì vẫn chơi được anh em nhé. Chế độ đá online thì vẫn chơi được bình thường. Không những chơi được mà còn chơi được rất là mượt. Vì hiện tại thì số lượng người đã chuyển sang Dream Shop Car thì 2020 nó cũng khá là đông rồi. Nên là cái đường truyền mạng thì nó không còn bị nghẽn nhiều người nghẽn như lần trước nữa. Đó. Đấy, mình chỉ lấy ví dụ câu lạc bộ Viettel thôi. Và hiện tại thì bây giờ mình với các bạn sẽ bắt đầu vào danh sách các câu lạc bộ của V-League mùa giải 2020 và câu lạc bộ hạng nhất nha. Thì tất cả các câu lạc bộ của hạng nhất và V-League thì mình sẽ tổng hợp vào một cái link như thế này. Đây thì đây là 14 câu lạc bộ sẽ có mặt vào mùa giải V-League năm nay. Thì tất cả các câu lạc bộ này đều được cập nhật mới nhất rồi anh em nhé. Được cập nhật mới nhất rồi. Đó, được cập nhật mới nhất luôn. Thì anh em nào muốn vào đội hình các giải hạng nhận giải nhất thì anh em muốn tại đây này. Mình sẽ chuyển cho anh em một cái trang, đó là câu lạc bộ gọi là những câu lạc bộ của V-League 2019 và giải hạng nhất quốc gia nhé. Đây thì mình sẽ vào, khi anh em bấm vào nó sẽ hiện cho anh em như thế này. Ok, thì đây là V-League 2019. Đây là đội tuyển V-League 2019 này, các câu lạc bộ V-League 2019 này. Còn đây là V-League 2 giải hạng nhất quốc gia thì nó sẽ nằm ở phía dưới này nhá. Đó, thì có thắc mắc gì anh em cứ liên hệ với mình. Ok, thì chúng ta sẽ quay lại video ngày hôm nay. Đây, vừa nãy thì mình cho anh em xem đội hình Viettel rồi. Bây giờ thì mình sẽ chọn một câu lạc bộ là gọi là ví dụ như là câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một câu lạc bộ và mới thăng hạng ở V-League năm nay thì mình sẽ bấm vào cho anh em xem nhá. Anh em có thể chọn cho mình bất cứ các đội hình nào mà mình thích trong cái link này, hoặc là anh em có thể sử dụng link này để chia sẻ với mọi người, bạn bè. Ok, bây giờ mình sẽ tích vào tôi không phải người máy này. Quảng cáo anh em tích vào cho mình. Anh em tích vào cho mình phần tôi không phải người máy. Đợi nó hiện rồi tích về rồi. Tiếp theo anh em sẽ bấm cho mình vào phần nhấn vào đây để tiếp tục này. Ok, nhấn vào đây để tiếp tục. Bước này thì anh em hãy đợi cho nó chạy về 0 giây giúp mình nhá. Quảng cáo đã x bỏ đi. Em đợi một chút thôi. Ok, bây giờ thì anh em sẽ bấm cho mình vào phần lấy link. Phần lấy link thì nó sẽ chuyển cho anh em sang cái bước nữa. Bước này em làm tương tự thôi. Tích vào tôi không phải cái máy này. Rồi, ok, nó hiện được tích V rồi. Tiếp theo sẽ bấm cho mình vào phần content new này. Bây giờ thì anh em sẽ đợi nó chạy về 0 giây nhá. Số giây nó đang chạy đây. Đây, content new. Và thoát bỏ đi. Cái đấy thì không quan trọng, anh em có thể bấm cho phép hoặc là chặn cũng được. Ok, đợi nó chạy về 0 giây rồi. Chúng ta sẽ bấm vào phần lấy link nhá. Get link này này. Đó, khi anh em get link thì em sẽ bước ra một bước quảng cáo nữa. Anh em rút bỏ đi. Rồi vào lại trang cũ.
thì nó sẽ hiện ra đội hình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cài đặt cái đội hình Hồng Lĩnh này, Hà Tĩnh này về. Cài đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh này về nhá. Ok, thì trong khi thời gian tải thì chúng ta sẽ vào giáp ra Chiver này. Bây giờ thì anh em sẽ tìm cho mình ở phần download nhé. Thì anh em có thể download bất cứ đội hình nhà mình muốn vào. Thì anh em nào mà muốn chia sẻ với bạn bè thì anh em có thể sử dụng cái liên kết của mình để bấm vào cái liên kết đó và chia sẻ cho bạn bè cũng biết nhé. Ok, bây giờ sẽ là đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh này, anh em bấm xem này. Giữ chọn này, sao chép, chọn bộ nhớ thiết bị này, Android, data. Và anh em bấm cho mình ở phần com.photogame nhé. DLS 3 nhá, chứ không phải DLS 7. DLS 7 đó là phiên bản của 2020, còn chấm DLS 3 mới là phiên bản 2019 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ dán vào. Ứng dụng tất cả các tệp có thể thế này. Ok, như vậy chúng ta đã giải nhãn thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào game anh em nhá. Vào đường Mixed Soccer xem đội hình được chưa. Đó, thì hai bản đường Mixed Soccer đều chạy song song với nhau. Bây giờ thì mình sẽ đợi thì nó vào game anh em nhá. Ok, Division 1 nhá. Và đây là đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC. Đó, đây logo áo đấu này đầy đủ anh em nhá. Đây logo và áo đấu đầy đủ luôn. Có cái game nó bị lỗi, nó chưa hiện anh em ạ. Đây, thì đây là đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những cái tên rất là mới đối với chúng ta, bởi vì câu lạc bộ này là một câu lạc bộ mới được thành lập và mới được lên hạng V-League chúng ta. Ok, thì bây giờ video của mình cũng xin kết thúc nha. Anh em mà thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký giúp mình để mình có động lực cho những video hay hơn. Ok, mình bye bye anh em, chúc anh em thành công, bye bye.